Sự tích chiếc kèn môi. Trên ngọn núi cao nọ có một cái hang lớn. Trong hang có một con quỷ dữ. Ngày nào con quỷ cũng ăn thịt bò, thịt ngựa, lấy máu làm rượu uống, lấy thịt làm thức nhắm. Khi hết ngựa hết bò, nó lại xuống các bản quan dùng lân cận bắt trâu, bò, ngựa về ăn. Dân bản quanh vùng căm tức con quỷ lắm, nhưng không ai dám chống lại. Một hôm, có một nàng công chúa con độc nhất của vua Mèo vào rừng chơi. Cô đang mải mê hái hoa đẹp, thì quỷ dữ đã đến sau lưng. Hắn nheo mắt ngắm nàng và cười kha kha. Nàng đẹp lắm, ta sẽ bắt nàng về làm người hầu cho ta. Nói xong, hắn liền tung tà áo. Tà áo của hắn như có cánh, bay vù đến nàng và chụp lấy nàng. Quỷ thổi một cái, áo cuốn nàng công chúa bay về hang. Công chúa mê đi. Lúc tỉnh dậy, nàng đã thấy mình ở hang quỷ. Chợt nhìn xuống chân, nàng thấy sợi dây đã buộc ở cổ chân từ lúc nào rồi. Quỷ bắt công chúa hầu hạ nó. Ngày ngày, nàng phải xuống suối dưới chân núi vác nước về cho quỷ tắm rửa. Nàng buồn rầu và nhớ nhà lắm, nhưng không làm cách nào trốn được. Vì hễ động mạnh một cái là sợi dây thần lại báo cho quỷ biết ngay. Một buổi sáng kia, nàng xuống suối vác nước, thấy một con cá đẹp đang lội tung tăng trước mắt. Thỉnh thoảng, cá lại ngoi lên mặt nước, nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh. Công chúa nhìn con cá tung tăng vui sướng, nghĩ phận mình cực khổ. Nàng cất tiếng than, cá buồn cá lội tung tăng, ta buồn ta biết ngõ cùng ai đây. Quanh ta trời thẳm đất dày, tấm thân tụ tội biết ngày nào vui. Nghe lời than của nàng, con cá bỗng nổi lên và hóa thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng trai bước lên bờ, đến bên nàng và nói: ta là con trai vua Tủy Tỳ, nghe tin nàng bị quỷ dữ bắt giam, ta vội lên đây để cứu nàng. Chàng trai vội cõng công chúa trên lưng và băng rừng chạy trốn. Trong lúc vội vã, nàng quên mất sợi dây thần đang buộc ở chân. Thấy động, sợi dây báo cho quỷ biết. Quỷ tức giận, gầm lên vang động như sấm rền. Và lấy kính thần ra soi. Chàng trai cõng công chúa đi được một lúc, thì bị sợi dây thần níu lại. Biết không thể đi xa được trong lúc này, chàng liền phù phép biến nàng thành một bông hoa. Còn chàng thành cành lá che chở cho nàng. Biết mưu kế của chàng trai, quỷ liền hóa phép thành một đàn ông ào ào bay tới đốt. Cành lá bị ông châm, lá rụng, lá lại thành chàng trai. Còn hoa bị ông châm lại thành nàng công chúa. Quỷ nắm dây thần lôi công chúa về. May sao chàng trai trốn được. Chàng đi lang thang lòng buồn rầu. Tiên ông hiện đến và cho chàng một con dao, một chiếc lá, rồi ân cần dặn chàng: khi nào con muốn nói với vợ, con hãy để chiếc lá này vào miệng mà nói, vợ con sẽ nghe tiếng. Tiên ông lại hiện đến chỗ nàng công chúa, cho nàng chiếc lá và bảo: khi nào con muốn nói gì với chồng, con hãy để chiếc lá này vào miệng mà nói, chồng con sẽ nghe thấy. Nói rồi tiên ông biến mất. Công chúa có chiếc lá nên nàng đã nói với chàng tất cả nỗi đau của nàng và mong chàng mau trở lại cứu nàng. Lần này, hai người lại hẹn nhau ở bờ suối. Nhờ có dao của tiên ông cho, chàng chém đứt dây thần và cõng nàng chạy trốn. Dây thần bị đứt, báo ngay với quỷ, quỷ liền đuổi theo. Hai người vừa chạy đến bờ một con sông lớn thì đã thấy bóng quỷ thấp thoáng đằng sau.
Thấy vậy, chàng liền quay ra bờ sông, lấy tay vỗ nước và gọi: "Hỡi đàn cá lớn cá nhỏ, hỡi cá chép cá chày, hãy đưa ta qua sông." Vừa dứt lời, chàng đã thấy một con cá lớn trẻ sống lội vào và đưa hai người qua sông. Quỷ đuổi đến bên bờ sông liền cởi áo khoác tung lên trời. Tấm áo bay đưa quỷ vượt qua sông rộng. Hai người đến một ngọn núi rất cao, thì tiên ông đã cho một con chim lớn đưa hai người vượt qua ngọn núi. Quỷ đuổi đến ngọn núi cũng tung áo lên và áo đưa quỷ qua núi. Quỷ đuổi gần kịp hai người, liền dừng lại, thổi phù một cái, tấm áo bay vù vù rồi chụp luôn lên đầu hai người và cuốn chặt lấy. Bắt được rồi, quỷ đánh chàng trai chết và bắt công chúa về. Cái chết oan trái của chàng trai đến tai tiên ông. Tiên ông liền phù phép cho chàng trai sống lại và cho chàng một thanh kiếm, một chiếc nỏ, rồi bảo chàng: "Lần này con hãy cõng vợ chạy vào rừng chuối." Chàng liền để chiếc lá vào miệng và hẹn vợ ra suối để cùng trốn. Yên chí chàng đã chết, quỷ lại cho nàng đi vác nước dưới suối. Chàng liền dùng kiếm cắt đứt dây thần và cõng nàng chạy vào rừng chuối. Quỷ biết đuổi theo, chàng vừa chạy vừa chặt chuối chặn đường quỷ. Vướng chuối, quỷ trượt chân ngã. Nó liền hóa ra sấm chớp, thổi mây đen tối mịt để không cho chàng chạy. Chàng liền căng nỏ bắn tan những đám mây. Quỷ liền hóa ra lửa đốt hai người. Chàng liền phun nước dập tắt. Cuối cùng, quỷ tung áo lên để bắt chàng. Thấy áo quỷ đang bay, chàng căng nỏ bắn rách nát áo. Quỷ hết phép, chàng kết liễu đời nó bằng một nhát kiếm. Chàng đưa vợ về cung vua. Nhà vua thấy thế mừng rỡ, làm lễ cưới cho hai người và phong chàng làm phò mã. Từ đó, mỗi khi vui chơi, chàng lại mang chiếc kèn môi ra thổi để nhớ lại những kỷ niệm xưa. Dân bản mẹo cảm phục gương anh dũng của chàng nên cũng làm kèn môi để thổi. Và cứ mỗi đôi thanh niên nam nữ yêu nhau, họ lại dùng kèn môi.